Thông qua tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình sáng tạo hiệu quả, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Yên Khánh ngày càng đi vào chiều sâu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Gần 2 năm trở lại đây, mô hình hệ thống camera an ninh được coi là cách làm sáng tạo trong triển khai phong trào tại xã Khánh Nhạc. Theo đó, mô hình đã giúp công an xã theo dõi giám sát 24/24 giờ, hỗ trợ tích cực công tác truy vết, truy xét, khoanh vùng, bắt giữ đối tượng nhanh chóng, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước kia chưa có camera an ninh này thì người dân cũng cảm thấy không an tâm, lo lắng, sợ là trộm cắp nhiều. Nhưng mà từ khi có camera này thì tôi an tâm hơn. Các cái vụ trộm cắp vặt thì hầu như là không còn. Thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an xã đã chủ động luôn luôn bám sát nhân dân, đi sâu đi sát với địa bàn để nắm bắt tình hình về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện những cái hiện tượng lạ, hiện tượng bất thường, những cái vụ việc về an ninh trật tự, từ những vụ việc nhỏ cho đến những vụ việc phức tạp. Qua đó, lực lượng công an xã đã tập trung xử lý kiên quyết đối với lại các cái đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn, tổ chức tuần tra kiểm soát. Do đó mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Khánh Nhạc trong thời gian gần đây luôn được đảm bảo tốt. Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng công an huyện và các xã thị trấn đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền xây dựng được nhiều mô hình cụ thể thiết thực. Đến nay, lực lượng công an đã phối hợp xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình tự quản và cụm liên kết về an ninh trật tự, mô hình phòng cháy chữa cháy tại gia đình, tổ hòa giải trên địa bàn huyện. Hàng năm, nhân dân được cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm tin báo tố giác liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, nhiều thông tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nhiều vụ việc ngay tại cơ sở. Thì trong thời gian vừa qua, thì công an thị trấn Yên Ninh đã tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban dân thị trấn chỉ đạo các ngành phối hợp với lực lượng công an để phát động cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát động các cái mô hình tự quản. Ví dụ như công an thị trấn với cựu chiến binh đã phát động cái mô hình cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự và trật tự công cộng tại cái dọc cái tuyến đường DT483, và qua cái quá trình triển khai và tổ chức duy trì thực hiện mô hình, bà con nhân dân kinh doanh buôn bán dọc hai bên tuyến đường là chấp hành nghiêm túc cái vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Thì chúng tôi là đều là thực hiện tốt cái chủ trương chung quy định của thị trấn, đó là thực hiện cái về cái an toàn trong phòng cháy chữa cháy này, thì về vỉa hè thì chúng tôi thực hiện tốt, không được lấn chiếm vỉa hè. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Yên Khánh đã và đang tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, cái được lớn nhất là người dân đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.